Leo chuẩn bị đi bắt ếch à? Bắt cút chứ. Chuẩn bị đi bắt ếch rồi nè, đồ nghề rồi đấy nha. Đó, đồ nghề rồi đầy đèn pin rồi, đúng này đầy đầy hết rồi đó. Đèn pin, đèn bít rồi chuẩn bị nước rồi đâu rồi đó hết mà trời chưa tối. Trời chưa tối thế này nó thôi ngồi ráng lại một tí xíu. Ai ngờ nó cho ăn lộn cái này thua 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 thua. Ăn bà lút rồi cho ăn bà lút làm mấy ven không biết tối này có ớt đâu. Ồ, quậy quá. Em đi lúc nào của mình cũng có Ồ, giờ thôi 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 thử bình lưới thử ra thôi 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 vô. thôi 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 dùng cái đây trong thời gian chờ đợi đi bắt ớt đó. Những thằng dữ này cái gì không thèm tối ngày thèm ớt không các bạn ơi. Cái gì không thèm mà tối ngày cái thèm ớt tươi, tại ớt tươi bên này nó khó lắm, hiếm lắm, rất là quý luôn. Mấy bữa mà đi sớm thì mình ra mình quay núi quay rừng đồ được, quay còn sáng á, bữa nay thấy lại nó tao khỏi đây vô trong này làm bình lút xong đi luôn giận. Thế này nó nói là phải chiều thôi biết sao giờ. Chứng không lớn luôn. Coi thế này là đi bắt ếch một rồi nó ăn trứng cút ăn bà lút cũng không có gì nữa. Đúng giống 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 trứng cút Việt Nam không hả? Đó đó. Đúng. Hy vọng là tối nay có ớt hơn, nếu không có ớt là lúc đó mình đổi thường sao ta, tại ăn bà lút nhiều quá. À, và các bạn cái đây làm già ve này là phải, cái đây là không uống mà bắt buộc phải uống nè, uống để chờ trời sập tối. Bên Việt Nam mình khoảng chừng 6 bây giờ là tối rồi. 6 giờ là sập là tối rồi. Ê, nói thiệt các bạn, bên này mùa hè đến 10 giờ nó mới tối, 9 giờ là sập mặt trời sập cái gì, sắp đầu cái khoảng 1 tiếng sau đó, trời nó mới bắt đầu tối. Các bạn thấy má la chưa? Ồ. Ở Việt Nam là khoảng chừng 10 giờ là ếch đầy vỏ rồi hả? Cũng gần rồi. 11 giờ, đồ, thấy mấy người bên đó bắt cũng 11, 12 giờ, 1, 2 giờ sáng luôn rồi chứ. Nó soi cái chừng 3 tiếng là nó đi thăm lần. Ờ. 3 tiếng đi thăm lần. Bên này là khoảng 10 giờ rưỡi các bạn, 10 giờ rưỡi mới thật sự là tối á. Rồi lúc 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 đó mới đi bắt. Rồi vậy kiếm đâu đâu được nhiều đâu, mấy con cà phê luôn. Mấy Nhưng mà ký cũng thèm. ra được mấy ký. Nhưng mà thèm mà phải chịu thôi. Bên này tìm ớt tươi đâu mà ra. Đó. Nếu mà các bạn không biết ơi. Anh Khương tưởng nhà ở Khéo Rì có muốn ăn ớt thì xuống ăn hơn đó. Mình tên ở tên giả mình đặt được là mình nha thôi ngồi. Các bạn thấy chưa? Mấy bữa là giờ này là đang ngồi ở ngoài hồ nè. Ngồi hồ chờ muỗi nó cắn, chờ ếch nó kêu à. Bữa nay không có chơi cứu đó nữa mà ở nhà ăn bánh lút. Ở nhà ăn bánh lút rồi chờ tối rồi mới bắt đầu đi. Tại ra đó các bạn biết gì không, ra đó ngồi chờ mũi nó cắn giữa mũi giống như mũi Cà Mau đó. Bởi vì má la chịu đâu nổi ra tối hết rồi nè. Như đôi lúc thay đổi phong cảnh rồi chứ đỡ tại thường thường nếu mà chiều mình qua sớm mình cũng quay giống như cảnh giống như bữa cái clip của buổi trước thôi đó. Bây giờ đang ngồi chờ uống bia sợ các bạn nó ghép video nữa khổ. Như này ở nhà quyết định ở nhà ăn bánh lút ăn không trứng cút lộn mà mất đi đó. Giờ bắt đầu đi ra đó, từ đây tới đó cũng 15 phút nữa lên tàu xuống là bắt ếch dừa các bạn. Hy vọng là tối nay kiếm được, không muốn gì nhiều kiếm được một dĩa, ngày mai có mồi đưa cay. Ok à, thế này thật là đau lòng, bên này tìm mồi bén mồi ếch tươi đau là khổ á.
Ồ, chạy hết con. Đù. Ok, thấy chưa các bạn, mới xuống nè. Thấy gì Chưa bỏ chưa? tàu luôn nè. Thấy cái mồi chưa? Đù. Quá dữ, quá dữ. Đù, hai con chạy hết con rồi các bạn ơi. Đù. Quá tuyệt Mới vời. chưa bỏ tàu á. Tàu chạy trên bờ nè, chưa đem xuống nè. Quá tuyệt vời luôn. Đù. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Mày ăn hả? Nó sao này bé vậy ta? Đù. Ngon chứ nhỏ đâu. Ừ. Quần áo ngon quá vậy. Lá cái đầu lên mình thấy chứ nằm mình bắt hai lưỡi vô. Để một cái trước, gỡ một cái trước. Mày cái ăn mà. Bưởi đâu mày ăn đâu? Bưởi đâu bự đâu mà sao nó nằm đây nó thun lại á, mà ăn mà dính ba lưỡi vô miệng luôn. Đừng gọi á, cầm nó ăn ồ nó ăn á bởi vậy. Mà nóng cái miệng ra đây. Được thôi. Để con thịt cái. Luôn đồ con đừng biết sao cho nó ăn cho nó giật khó giật quá. Rồi cái đèn qua bên kia xíu anh Cường luôn. Đồ mình ăn hụt rồi đó rồi. Ai còn mày ăn hụt hả? Ăn hụt. Ủa, ok thế này chụp. Ăn hụt. Cái tội ăn hụt. Nghe đít á. Như con này có chửi sao bụng bự dữ sợ luôn. Ừ, chắc được. Bữa trước kia nó sáng chung đó kìa. Ừ. 10 feet nữa. 5 feet nữa. Từ 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 từ. 2 feet nữa, 2 feet nữa. Vô tới chút xíu nữa. Stop, 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 stop. Cô đừng giấy dính chân. Yeah. Đẹp ấy, làm vài ok hả? Sau một hồi đi bắt ếch, tại vì các bạn biết không, có hai người quay người chèo á, khó quay lắm. Bởi vì mới quay ít thôi, quay trong cái Google này được mấy con rồi. Bây giờ coi thành quả coi. Wow, tìm đâu ra nhiều chứ. Wow. Nhưng mà các bạn thấy thành quả chưa? Ờ, ngày mai là nhiêu đấy là nhậu mát la rồi. Not bad, not bad. Thành quả hồi nãy giờ là các bạn ơi, phê luôn. À, nhỏ nhỏ nhưng mà cũng có vỏ ha. Nhỏ nhỏ nhưng mà cũng được một thâu nhỏ nhỏ này là xào mệt nghỉ rồi. Đã. À, ok. Công lao tốn qua đi. Bây giờ cắt mấy miếng xả hả? Nhổ luôn gốc hả? Cắt hả? Để hỏi họ tháng này tôi có không? Đi ờ không, chắc không có. Nhỏ quá không đủ rồi mà để kêu tháng này không? Trong khi không có hả? Ủa hả? Đợi đi.
Thảm đó. À, đừng, 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 đừng cắt uống. Để hổ tính lại đừng có đem qua điều này chết. Trèo ăn không thấm tới đâu mà uống. Khỏi đi. Nó còn nhỏ mà cắt làm chi. Wow, hôm nay ớt làm hai món. Hôm nay ớt làm hai món. Một món ướp sẻ ớt cay chiên giòn. Còn món thì xào. Start and then you want to stop. You want to reconnect back. We just find the AB shutter 3 on Bluetooth. AB. Nó chia cái chừng ấy lộn quá, bỏ lộn quá. Bên kia bắt chào kìa. Yeah, quá dữ không? Bên Canada mà tìm mấy món này thôi chứ, biết đâu mà ra. Quá dữ luôn. Hấp dẫn chưa? Wow, hấp dẫn, hết chiên giòn. Có gì nữa, lại thêm một món thịt nai với chào. Quá dữ luôn. Cây nhà lá vườn nha các bạn. Đồ có chứ, nhưng mà tại ớt nhỏ không à. Thật ra mình giật cũng được chứ mà ớt nhỏ. Nhiều thế. Nhiều ớt, nhiều màu luôn là flower. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Rồi thêm một món gỏi nữa. Tại ở nhà có cây chuối giờ nó lên rồi các bạn. Bây giờ phải chặt cây chuối non làm gỗ giống như miền Tây. Cho em cây em về trồng nữa. Cái xứng nó sáng được không? Được chứ. Sáng giờ cái củ nó chết liền. Cái củ hay là nghĩ sao vậy? Nhiều chị quá. Mùa này mà sáng người ta là cuối tháng. Mà cây chuối là chuối kiển mà. Mùa đông nó chết rồi. Được các bạn. Đem vô. Mày đem vô. Mày đem vô. Wow. Ớt bên đây hai món nha các bạn, ớt hai món rồi nai xào, ớt hai món rồi nai xào gỏi cá. Trời, còn thì bàn bữa nay là ớt thành quả là tốt qua các bạn ơi. Thôi làm ớt là thử coi vô tốt qua thành quả ớt chiên, lâu lâu ớt chiên giòn kìa, ớt đó là xào thường quá mà. Tiên Quốc ớt chiên giòn nó thử là lạ, món nó món nạ của nhóm thư giãn mới làm, mà tại biết sao, tại mình thấy chân dài đó mình phải chiên thôi. Anh tưởng nói đây là phụ nữ chiên giòn. Là phụ nữ, anh kêu phụ nữ chiên giòn. Nó lộn, lộn lại. Đó thành quả là tốt và các bạn ơi. Thôi mời cái đây. Tại vì các bạn thấy ớt ở miền Tây rồi thấy thường chứ mình bên này thấy quý lắm. Cái đầu bự tới chút xíu à. Mời các bạn. Chưa gớm anh đó. Này đang tuổi vị thành niên không? Chút xíu à. Không còn nhiều nữa. Có nhỏ này nhiều lắm. À, đạo quá. Ok phải không? Thằng gái là tốt rồi, được hai dĩa rồi, ok rồi. Quá dữ rồi. À, đúng rồi, cũng chuyên vậy á. Thịt nó gớm đó. Đúng rồi, mấy con nữa. Cá, cá
nhỏ quá, bỏ vô xào mà nó tớt quá, không còn nữa. Thường chứ bầm nấu cháo. Ít quá. Đây bầm ra nấu cháo thì cái bụng. Ít quá. Con nhỏ gì giờ mà lấy thịt bầm để nấu cháo. Ở bên này mà có gì luôn luôn nè. Dữ quá rồi. Giống rắn gì vậy, nó bầm. Phụ nữ á. Phụ nữ. Phụ nữ chân dài các bạn. Ở bên này có phụ nữ chân dài. Không mà nói thiệt, mà thấy mấy cái kênh ở miền Tây đi bắt ếch gì nó làm ăn cơm, mình thấy mình thèm liền chắc. Ủa chứ đây mình làm mình phải nhậu với ếch ăn cơm không à. Nhất là cái kênh Cô Vân miền Tây á. Ủa đùi, coi tưởng thứ vậy. Chỉ mà bé không mà chỉ ăn cơm thôi. Ừ, mà nhai luôn chung luôn. Được bỏ chung chưa? Nhỏ xíu mà. Không chuyên là bỏ không có gì ăn. Nhỏ luôn chung luôn. Bỏ vô chồng cho nó gớt ra còn gì ăn. Thấy không? Không bầu cơ, còn mặn cái này không, còn mặn không bầu cơ. Cái chuyên mà phải mặn thôi. Ừ, chuyên mà đặt được nhắc đúng không? Ăn không có vị đâu. Ủa, làm mình hay không? Chứ cái này mà bỏ vô đây là teo hết à? Dạ. Làm cái này nó phê rồi. Nấm rồi này thơm quá. Bỏ nó nấm vô sực như bỏ. Dành, hồi làm pha nó chiên cho lấy nhì. Quay cho nó chín. Xong rồi nấu mì tôm. Đổ vô. Ăn đã. Như bào ngư luôn. Cô này cũng bị ngon á. Cô cái tương lai bắt đầu. Nó lại nó giật. Lớn nhỏ gì cũng giật. Để con tao lớn nó có ăn đó. Bắt hết nó tốn con vậy. Mới đầu nó có ít được đâu. Vâng có. Được mười mấy hai chục con ít nhỏ mới kiếm được một hai con. Đúng rồi bữa. Sau này mới có. Trời không có ít. Có còn hơn không. Tóc mình cường quốc luôn. Nó bán một cái lục gì nè, cũng chụp làm nữa. Ở trên Marketplay nó có. Tôi mua từ hồi ăn ba, tôi từ chỗ này sang cái chỗ Lâm ra Long rồi. Ủa cái bầu cao thực sự ăn ngon nhớ, bầu cao thực sự ăn cái này. Đó, nó bán đó xong nó nói cái này mà phải đem vô indoor, ông cho bơm đông để ngoài nó chết, nó không giống như chuối xanh kia. Thì chuối xanh nó cũng chết xuống đất rồi nó lên là thôi, rồi còn cây thì dễ lắm. Vô cắt hết lá bỏ đi, còn cái thằng nó như bóng lại cho nó ướt đẩy cho nó thôi, để ra lại thôi. Tôi giảm. Cô Vũ của em đi thấy nó trồng đâu có 2 năm mà nó cao hơn cái nhà rất là đẹp luôn, bởi vì mình ổng giờ thèm nên mới thấy nó lớn lại ổng giờ thèm nên mới được ăn á. Thắp đèn á thôi. Tóm lại là cho đi ngủ á. Tóm lại vậy đi. Ổng giờ thèm nên mới được ăn á. Dưới đường chỗ ra hả? Bén không hả? Mấy người không biết. Không có tủ, giờ này đâu có bầu ăn đâu, mình có bầu ăn đâu, mấy người không tủ đâu có bầu ăn nữa không? Mấy người nghe mình có bầu ăn sợ luôn. Nó ăn gian được biết bao nhiêu thời gian. Mà bước tất bại cái là không có cái gì hết. Bởi thì ăn được mấy đầu rồi đó. Mấy sụn hết rồi. Không có đá ngon. Cái gì là bẻ cái nhỏ vô xào quá. Bụt nhỏ luôn. Hả? Còn cái nhỏ đó, cho tiệm đất á. Em nói ngước kìa. Ờ. Nó được có lớn. Có hồi đó nó bự chút chứ mà. Đồ anh biết tại sao không? Cái đó lấy mướp, lấy bầu cấy vô mướp á, nó không có bự đâu. Bự nó lớn rồi, bự. À, nói rồi. Mướp lai. Ở Việt Nam cũng đã trồng vườn nó đâu có cắn cái đồ mà mình có thể nó ít quá. Còn được hết mấy con nhỏ để mình lại về mình lấy chuối ăn cũng được. Múc bự thôi. Con có nhỏ là đâu được bán bự. Ở trên cỡ tấm này cơ.
mở hết cơm Việt Nam á. Nếu nhỏ, nhỏ, dài, 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 dài. Bên này tìm cái dĩa ớt thì đâu có sướng đâu, khổ chứ bà luôn. Phải chiều thiền vô đồng hồ của Việt Nam trời tối là cái lòng nội bộ lên ruộng thôi. Sướng đó luôn. Đi chập không mà. Mà sợ đi bắt ớt này sợ gấu, sợ. Bà tìm thích này ăn hết này khỏi chùm với con kêu. Còn bên kia mà. Đâu, đúng Google thì là mình nói mà không, nãy bỏ vô đó xào là chết quốc rồi, hồi nãy mình còn đòi chiên hết nữa anh Cường. Mặn mặn uống bia vậy. Không, nãy mình đòi chiên hết anh Cường nó hôi chiên hết chứ uống. Đổi đồ, đồ phải hai món gì nó hay hơn chứ chiên một món đâu có hay. Món này có rau rau đồ ăn nè, cái bầu có bía bí rồi nè. Món này ok hả? Đục, còn thứ dữ mà ăn kiểu này thôi rồi rồi rồi. Ờ, hai chậu nữa. You want more money right now or later? Được. Ăn qua ra sao? Nhiều lên liền. Cái này á, ăn luôn cái xương được. Ừ. Xíu nó giòn. Đúng không? Cái chiên. Đi chăm cái chiên. Đủ chút xíu rồi. Cái này để mà bữa sau nữa. Cách định đã bắt nữa nè. Hết rồi hả? Rồi bữa sau là chết rồi, mấy con này chết rồi. Nói được hết rồi mà. Không rồi, sao không sao. Ăn thịt đi. Mình giật giỡn, giật giỡn nhiều lắm á ha. Bỏ á. Ừ, vụ nửa chân dài. Canada mà có vụ nửa chân dài. Nãy hộp mắm ruốc thịt nãy hai đứa nó có hộp chút xíu đi ăn đó. Hai đứa nó ăn hết mà con. Nó nói đúng gu của nó. Dạ. Này có mùa mới, không có mùa mới bên đây cũng có nhóm cũng đâu có hợp hợp mặt đâu. Bẩn bé. Thấy miền Tây mấy anh chị kênh rồi mấy món này thường chứ bên này là rất là hiếm quý luôn. Hả chị đen? Phải có sức. Anh ngoài nhậu quá, lúc hồi cái anh kia anh coi anh nói vô lộn kênh. Phải có sức rồi cũng phải có tâm hồn thư giãn nè. Mới đi tìm được những món này. Đó. Ở Việt Nam thì người ta thấy tầm thường. Bên này cũng có bán đầy nhưng mà nó đông lạnh ăn nó tanh lắm, không có được. Mình muốn ăn ngon phải đi bắt hả? Ồ, dĩa thứ hai mà khách khứa thì chưa tới, nhóm thư giãn nè, dĩa thứ hai nhé. Có dữ. Thấy chịu khó chút xíu mà thấy có biển quá hả? Món ăn ngon không? Ở vậy đó, mà ở vậy. Cái gì cũng vậy. Muốn ăn ngon là phải chịu khó. Muốn thư giãn vậy thôi. Mới có món ngon vật lạ để ăn nha. Không, thế này tính ra chị Tiền có phước thiệt đó ha. Bên này mà có thứ giữ ăn không ha? Nếu mà gặp anh nào cho sao có được. Anh nào thua mình nghĩ là giờ này chỉ ăn burger. Burger. Chỉ burger. Anh nào ra tiên tiên mua chứ giờ sao? Tí làm gì được. À, làm gì được. Tí thịt nó bị cái mùi cấp đông á. Làm có... gì có sụn ngọt như thế này. À, tôi tốt là lucky á. Lucky như thế này. Hai người này tự bóc á. Gỏi cá hồi của mình nha. Lâu lắm rồi mới ăn lại gỏi cá hồi. Cá này là cá salmon trắng nè. Bò bò chứ, bò bò. Mấy bữa là làm gỏi cá mú. Bữa này là gỏi salmon. Bữa nay toàn mồi bén không, mồi cây nhà lá vườn không á thằng Lai. Bữa nay là mồi cây nhà lá vườn không, toàn mồi bén không thấy không, đi bắt hết luôn. Ai thì đi săn mà, hết thì đi bắt.
Cá thì đi câu. Câu thì nhà chồng. Còn bia thì phải mua nữa. Bia thì YouTube dạy đó. Đồ, bia thì đi quýnh nhạc kiếm tiền mua bia. Anh đồ. Có cái muỗng nhựa đây. Nó lấy đồ phòng á. Wow, mới. Ai thấy lạc thì bỏ mắm vô đi thôi. Bỏ đó qua đây Nguyên. Cái này gắp tới để đó sao á. Có 4 người mà ăn nhiều ví dụ. Thì kể đi lâu lâu chiên nấu bữa ăn. Rồi, đồ phòng nè. Đấy, đổi cá đồ phòng. Ngày thường này còn bén hơn cuối tuần đó là sao? Cuối tuần nghỉ mà. Rau mùa hè. Mùa hè là phải nói về rau ở vườn của nhóm thư giãn đó. Bắp chuối, bắp dừa qua bên cây chuối non. Rồi bên đây là làm gỏi cây chuối non luôn đó. Nhưng mà trưa mình ngủ không ai quay hết rảnh. Thử đây. Lai thử miếng gỏi á. Đậm đà mùi mắm. Gấp miếng gỏi bỏ vô ăn miếng rồi uống nhé. Đồ phộng đây. Bỏ đồ phộng vô. Lạc thì trang thì chốt đó. Không lạc thì thôi đó. Rồi thử trước miếng này. Lâu lắm mới ăn lại gỏi cái hồi á. Cái này cái móc bồ á. Bỏ ngon như thế nào? Vâng. Quá bén. Rồi, bén thì bỏ vô. Sao gì quá lâu quá mình không ăn gỏi rồi mình trộn không gỏi. Cái gì ra gỏi chơi rồi, 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 rồi. Mùa hè rau quá trời luôn, phải làm gỏi ăn. Mùa đông đi mùa vô đông, mấy chục đồng có chút xíu rau. Mấy chục đồng ừ. Bạc lắm á. Bữa nay em cũng nhiều rau quá, hai đứa mua bò về làm vợ cuốn, hai đứa ngồi cuốn ăn bớt cho nó mọc. Chứ không cắt vô để nó bữa dạ. Bữa nay tìm đâu ra bỏ qua cái thấy nó khác liền chua chua ngọt ngọt đã liền bởi vậy mình mới phải ăn cái kia xong rồi mới ăn cái này chứ mà mình chua ăn nó bị chỏi mình chỏi liền còn cái chua này mình ăn vô nó sẽ không có thế này biết mà. Hồi nãy giờ một bé mình ăn mà mình quên mời anh Tín rồi chứ bởi vậy không nhận. Ê, sao cửa chỉ... Ado hết mồi rồi. Dám hết mồi bén rồi. Em là liều liều nó kêu luôn chút xíu nó lấy bia nó trong kia. Rồi đó em bỏ hoài á chút xíu nó lấy bia nó trong kia nó đông đá hết rồi đó. Bỏ qua. Đồ ở đây cho tí thưởng thức cái món phụ nữ. À quên. Cái gì đó anh cái gì đó nè. Vũ nữ à. Phụ nữ chân dài. Phụ nữ chân dài. Mình đó. Đắp rau nhiều vô không? Tại hồi giờ mình đâu có biết là phụ nữ là cái gì đâu. Chân dài tưởng màu xanh rồi tưởng không phải non chứ ăn đây cũng thon á. Cái chút xíu rồi Nguyên. Cái này á Nguyên mà em nấu canh chua em cắt lên. Thế rồi luôn. Là 4 khúc em chẻ em ngon hơn bạc hà nữa. Phụ nữ chân dài nè. Mấy miền Tây là chú Mỹ rồi, chú non chấm bánh chú Mỹ ăn ngon. Nếu mà em ăn nói người ta chị Phượng với Phân chỉ úp sả ớt chiên á. Nấu canh chua, nấu canh chua. Tại biết sao không? Mình sợ xào này là nó teo. Phải không? Cái này là xào mấy con bự ra. Thử coi. Có gỏi cá đó kìa. Quá. Bố hả? Chuối nào mà chịu nổi. Uống ba lon rồi. Lon là lon thứ ba đây. Có đây qua của mình mà phải không? Qua đó, qua đó. Hôm trước bự quá thì để có bánh đá không? Vô ơi. Vô. Đồ anh tới anh không chúc mừng đi bắt ếch thành công rồi cho ta. chưa nói
hình vẽ cây kỳ này ít bự nè ha. Cây này ít bự hơn ít. Đồ, bự. Giống vừa bữa thôi nhưng mà ít á. Cũng ok, đủ chiên, đủ xào, đủ nấu, đủ cho mẹ vợ. Hai món là được, đủ biết rồi. À, được được, ít ta làm hai một món à, mà ít bữa nay làm hai món là đủ biết ít hay nhiều rồi. Không mà thách lầy chèo tàu là y luôn á. Đồ lái anh top đồ bởi vậy, đâu có hút được. Anh này anh tí là chèo thuyền không được, dân biển mà chèo thuyền kỳ quá. Đúng rồi, thách lầy trong cái vở nó cũng có cái hay. Ừ đó. Bệnh tới mình nó tới rồi, cái thắng hay lắm, hay thắng giống như xe vậy đó. Mà tới gần con ớt cái thắng giống như xe vậy, để bóp vô. Trong cái vợ nó cũng có cái hay đó, nói lại vậy đó. Chỉ thật là cái thắng còn xe em không, cái thắng rồi. Ờ, chạy nó, mình nó hút dê lại, dê lại, anh đâu biết dê đâu. Anh thua luôn. Cho bằng lấy tàu, không có bằng lấy gái, dòng gái là bắt đầu mình lút control lại ủi luôn. Ủi luôn á? Dòng gái là ủi luôn. Mà tiền cũng cay dớt một miếng ớt đó. Ớt ở trong cũng nóng á. Bò nó mới ủi chứ, người cũng ủi luôn nè. Ừ, gặp gái đẹp ủi rồi. Tự động đứng thẳng. Thua. Ủi vô cái ấy đi. Ủa các bạn ơi, lâu lâu ăn rồi cũng nhận ơi. Hình như mấy bữa mình làm gỏi cá hình không có ngon bằng á. Ừ. Tại vì biết sao không? Không có chuối hả? Không có cây chuối non rồi, không có rau cải của nhóm tư giãn nè. Không ngon, bữa nay có ăn thế bất chịu chứ. Vô. Vô. Wow, nó đổi cái thét liền. Đổi thét, đúng rồi. Hơi hay á, bữa nay em mâm làm gỏi này ok nè. Bữa sau có tương la làm quà. Để thử thôi. Có đẹp sẵn thôi. Wow, tầm ăn cái... Thấy chị Tiền bây giờ, chị Tiền thấy bên này mà có cái món này, chị Tiền thấy tìm đâu ra không? Dạ. Yeah. Ở đây chỉ có nhóm thư giãn mới có thôi, chỉ có thanh lầy mới có thôi chứ không có thanh lầy không có được. Thì Phượng càng ngày càng lên cao, mãi đỉnh, mãi hiu. Thư dữ luôn. Thôi vô, bụng mới. Vô. Bữa nay cho Tiền em với Tiền chị thách đấu cho ai xỉn hả? Ông Martin đi dạ. Anh được. 13 tay là em bay rồi đúng không? 13 tay. 14, thứ 3. Mấy giờ vậy bay? Mấy giờ? 12 giờ. 2 giờ rưỡi tới, 2 giờ rưỡi trưa tới. Em tới trễ chút xíu là hết vũ nữ chân dài á. Vũ nữ chân dài à? Ngày không lạnh hả? Không lạnh. Ủa sao đó? Em thấy vũ nữ chân dài mà nó chịu mặc váy vậy. Vũ nữ chân dài mà mặc váy vậy. Nè. Em kêu. Hôm qua bắt nhiều không? Vô cái đây. Vô vào 7 đây mới nói chuyện. Giận. Cần ly không? Cần ly đó, ly đó, rót ly uống cho lẹ. Lon cho nó lạnh. Lon nó ngọt. Uống nhiều chắc là đu mèo không? Không à. Một ly. Không có nuôi con gì hết á. Chỉ nuôi người chưa chịu nổi nữa. Nuôi mấy người, mấy con nó nước xỉu rồi. Để sẵn luôn à. Không, mình nói mấy nhỏ nhà mình đó, ai có hỏi, cây hỏi dân ai có cây với lại có cá thì dân Cali cái sở này không? Bởi vì cây cho nó. Ví dụ gì đó, cái đó gì vậy? Xỉn. Ồ bóp hả? Bóp hả? Thấy gồm gọi là bóp hả? Khó chịu là bóp là kìa. Anh đồ. Bởi vì cây ai? Nó quất quất cái nhà nó là đó, này là ha. Phụ nữ chân dài chiên xả ớt. Đây là xào xả ớt. Gỏi cá. Đồ. Món đọc không thử ấy quá là mệt. Xíu một chút xíu. Nghiêng kéo kéo xíu một chút xíu. Chị Tiền kéo qua cho xảo cho. Cái ly chuẩn bị tâm lý chưa. Đồ ông đồ cái đó là nhai luôn xương luôn á. Phụ nữ chân dài mà. Đồ ăn là cái gì à. Cái đó là món này món của Nghiêng á thằng. Ăn không dễ xương á. Cái đó là thằng em của Dung á, cái đó là khỏi cho mắm đi. Nó mặn rồi. Dung xương đấu được, xương nó dài mà. Gấp râu được. Đâu có nướng được, cái là nhai xong rồi. Nhai xong rồi.
Để nói là hồi tối qua đi bắt á. Hồi tối qua đi bắt thằng Nguyên đó. Đùa anh Thảo thích này nè. Anh Cường Quốc. Anh Cường Quốc. Em đi anh đi à. Ở đó rồi. Con á. Con gì hả? Con gì. Ngày qua tới chăm cứu không nè. Bà. Sáng mệt, sáng bận quá không? Không có không? Dạ rồi. Dạ cá. Dạ. Dạ chưa, còn chưa biết. Dạ. Dòng sông Sen mà có hoa anh đào mà chết á. Nó mà như đỡ hơn mà đắng đỏ. Lục bình trâu. Lấy cái nước mà nó thải xuống sông hay sông Hằng á, xong lên nó nấu cái món gì cà phê cốt á. Mình đi Miami vẫn thấy lục bình trâu đây. Lo đi nè. Vậy cho lục bình trâu là đây. Nhiều khi đó là nhiều cái sáu con á, cái sáu con. Đó xoay từ đó cái mình thấy mình không có chút xíu nào thích lúc mà mình đi. Thở lầy. Mỹ thì thiệt chứ. Thở lầy. Ủa anh này anh Hoàng Hoàng anh cũng thích vụn nữ chân dài à. Thở lầy. Hai lon hả ngang. Đúng rồi đây chứ. Lon thứ ba nè được. Thở lầy. Ý là không thiện là anh có vô. Hoàng Hoàng anh cũng thích vụn nữ chân dài. Giới và mới thương thôi. À, được. Thích phụ nữ thôi, thích phụ nam mà chết. Nữ. Nào mà chuyện dài đừng có mặc đồ. Mặc đồ thấy cuộc hả? Mặc đồ là không có ăn được. Ông Thảo, qua bên đó. Từ, mình đưa cái khúc khác rồi mình dạy ngay khúc này nó hợp lý hả? Bây giờ anh hỏi em nè, hai đứa em mà vô sâu. Trước khi mà mấy người anh uống 3-4 lô, hai em vô vậy, hai người còn tỉnh nè. Em dò mặt của chị Vượng thấy có thông minh không? Thông minh. Sâu thông minh không? Sâu sâu mọt. Đúng dữ dàng luôn. Rồi sao nữa anh? Rồi sao anh muốn nói gì nữa không? Chị thông minh bởi vì khi mà chị gặp anh là chị hốt hàng lại. Hốt hàng. Kẹo thơm. Chị không hốt là chị rất là lanh nha. Chị không hốt là sợ người ta hốt trước á. Cái này là cái đồ lừa đảo. Anh Cường, chị Phượng bây giờ chị Phượng nói làm sao? Cái đồ lừa đảo mà. Mình còn hứng hở. Bây giờ mình lượt qua khúc này đi, mình trở lại quá khứ đi. Cái lúc mà chị hút ảnh á, chị thấy cái phái không? Quay qua đây liền cái đồ lừa đảo. Hỏi câu hỏi gì cũng biết anh. Chị Phượng, 1 2 3 vô. Má ơi. Ôi hồi hút luôn. Ủa tôi hút lúc này là vô bánh rồi. Thua. Tưởng ai đưa cho các ông biết lao hỏi câu hỏi hết trả lời luôn. Bởi vì vậy mà Thảo, bởi vì mình mới nói là cái món gỏi cá này chỉ có nhóm thư giãn thôi. Em mua cái bát cờ đó. Đúng là cái thùng máy á. Chứ là em kêu bạn em nó ra ngoài kia nó câu mớ cua. Rồi em đi ra sau em đem nguyên thùng cua qua đó dùng cho dân cái ly ăn, cái ly chịu nổi đâu. À được. Nếu được như vậy là gứa đó. Tại vì mình tính ra qua đó mình dỡ hai ba thùng mình đem về chứ. Đùa là cái tàu mình đem ra mình dỡ. Đúng rồi, mình dỡ về dỡ đi trước. Kết hai chị tiền, kết hai món này uống bia ngon ha. Ok. Do kết này do đấy. Món này là món gỏi độc quyền của nhóm thư giãn mà. Độc gỏi quyền của nhóm thư giãn. Hello chị tiền. Anh cứ nói gỏi độc quyền là đúng, chính xác. Tại vì em đi rất là nhiều tiệc nhưng mà không có ai mà làm. Không ai làm được cái gì không có ai. Không ai làm luôn. Dạ. Phải nhờ đúng mắm đó. Dạ. Bởi vì chị Tiền biết rằng mình cái cả nhà hàng cũng có đâu. Chị Tiền tập trung biết sao mình nói là bởi vì là nhóm thư giãn thôi. Bây giờ nói là những cái món gì mà em thích chị hỏi nhóm thư giãn đi. À được. Ở trong khác cũng đâu có. Hết thì cũng không có. Hết là gần hết đã. Em nói thêm một câu với khán giả nè. Cô bác anh chị em, nếu như mà muốn
học cái món gỏi này á, liên hệ nhóm thư giãn. Đấy, chính xác. Quay YouTuber mà muốn lên view là phải thế thôi. Mà muốn mà có vũ nữ chân dài là phải thánh lại. Muốn ăn món ngon thì phải chịu xiên thôi. Trước khi dậy sớm á. 10 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Hello chị Tiên. Làm nửa lon đó đi. Chị Tiên hết hả? Dư tới chảy muốn hết 2 lon rồi. Em muốn 6 lon đó, em nói chị muốn 6 lon đó. Dư uống 100 lon cũng không sao nữa. Ồ chị Tiên kết rồi, kết rồi. Không mà chị Điên, cái gỏi cá thì mình không nói tại mình câu năm vừa rồi. Dạ. Mắm thì cũng không nói nhưng mà biết rau gì không? Cái rau. Mùa hè. Dạ, có bắp chuối. Đúng rồi. Cây chuối con mình trồng ở sau vườn đó. Nguyên muốn ăn cái món gỏi này. Trời chặt ơi. Cái chuối đó. Trời ơi, sao ăn gỏi mà chặt luôn cây chuối tôi vậy trời. Quên đi chứ, 1, 2, 3 vô ra. 1, 2, 3. Trời ơi. Mà sao mà... Ủa, cái này là chưa có hộp. Cái này là chưa có hộp rác vậy chứ. Chưa có hộp nha. Thôi mình nói gọi cá đi. Thôi bỏ bay gọi cá. 1, 2, 3. Gọi cá. Anh đồ. Này mới. Mới. Tao biết lâu. Mẹ nó bận thiệt luôn. Trời ơi. Vậy 1, 2, 3. Trời ơi. Hôm nay là say nữa rồi đó. Trời ơi. Kali có đợi không trời. Anh đồ. Không 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 không. Thảo Thảo. Họ phải hỏi Kali chứ. Thảo. Mình bên này có ếch ăn rồi nè, không? Không biết qua Kali có ếch tươi ăn không ta? Nếu mà có ếch đó thì em đi bắt cũng ok đó. Chơi luôn. Anh có ếch chân dài mét rưỡi được không? À đùa á. Đùa. Ếch chân dài mét rưỡi hả? À đùa, cái này phải hỏi chị Phượng. Cái này phải hỏi chị Phượng. Không, ếch chân dài 1.5 là chị Tiền. Hai với chị Tiền với chị Phượng phải ở nhà thôi. Đúng không? Ở nhà thôi. Rồi anh có ăn không? Anh có ăn ớt chân dài 1.5 không? Ngu Dũng ăn. Sao anh liều vậy? Em giỡn tay cho vui. Em giỡn tay cho vui. Em rung lắm. Anh cổ nói liều. Thảo. Dư không biết à, Dư biết San Francisco nó nổi tiếng tại sao không? Cái lưu. Thế giới của gái Tây Ninh. À, cho mày đi khám gái Tây Ninh đó đi. Rồi sao mà đúng ổ luôn rồi. Tây Ninh nó có gì con ta? Có cây đinh chính giữa. Cho đường mày đi khám cây đinh chính giữa đó. Ủa, em nghĩ là cái đường thốt nốt nhá. Ai ngờ có cái đường chính giữa. Mày San Francisco nổi tiếng. Tự nhiên quay cái đinh chính giữa gì vậy? Thôi chứ. Thôi ta nói cái vụ nó quên đi. Nếu mà mình quên tới nên mình phải ăn, mình ăn con cá nhà bạc. Anh phải ăn con cá nhà bạc. Với lại cái lá nhà bồ nữa, nó mới hợp rồi. Đúng. Đúng. Nhà bồ cái gì đó. Ở nhau luôn quý vị. Giờ mình đã tàu lam quá rồi. Chị Thảo Thảo chỉ uống một lon chiều nữa giờ mà đâu hết rồi. Chị Thảo Thảo chỉ uống một lon chiều nữa giờ mà đâu hết rồi. Em kêu cái lon thứ tư nè. Em kêu cá nhà bạc mà nó nhanh. Hẹn gặp lại anh em bên Cali nè.